Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại chia sẻ với cả nhà một món cơm chiên cua, chiên đầu biển. Đúng ra nếu mà có tôm hùm nữa là mới đúng luôn nha, nhưng mà mình có cua, có tôm, hai thứ thôi. Thì ở đây á là mình có hành lá, có tỏi, mà tỏi không có đâm nhuyễn ha cả nhà. Tỏi mình chỉ sắc nhuyễn rồi ấy sơ sơ ra, toàn to to vậy nè. Thì ở đây mình có bốn cái trứng. Ở đây mình có một tô cơm. Cơm này mình nấu xong rồi thì mình sẽ dở ra cho nguội, thì mình để vô tủ lạnh. Rồi bây giờ mình mới chiên. Tay mình rửa sạch rồi ha. Thì giờ cả nhà thấy cơm nó tơi tơi ra vậy nè. Đó. Cơm mình lấy cái tay miếng nước cái mình hơi ấy ấy ra cho nó tơi ra vậy. Rồi bắt đầu mình vô bếp nha. Mình vô bếp là sao? Bây giờ mình cho dầu vô nha. Cho dầu vô rồi ha, thì mình sẽ bỏ tỏi vô. Mình không có cần dầu nó nóng lên dữ lắm nha cả nhà, hơi ấy rồi mình bỏ vô là được rồi. Nhiều lúc những cái bí quyết đó các bạn là mình cũng nhiều lúc dầu á cho nó nóng, nhiều lúc mà những cái món khác dầu cũng không nên nóng lắm hả? Dạ, nếu nóng quá đó thì cái tỏi của mình nó bị chín áp. Nó bị chín áp chứ không phải là gì anh. Khi mình bỏ vô từ từ thì cái tỏi mình nó chín từ từ, dầu nóng lên thì nó giòn hơn. Còn mình dầu đang nóng bỏ vô làm cái xèo bưng lên nhưng mà nó lại bị chín áp, nó bị cháy áp. Đó. À, như vậy thì mình cho chừng một second nữa thôi là mình sẽ đổ cơm. Thì cơm thì ở đây mình có một muỗng bột ngọt chai mình bỏ lên đây ha. Cái món cơm này là mình không có dùng nước tương, không có dùng xì dầu nha cả nhà. Rồi, cho cơm nha, tỏi mình hơi bắt đầu rồi. Đó, cho cơm vô. Cho cơm. Này là có bao nhiêu cơm thì mình làm hết, mình ăn cả ngày cũng được, hay là nhà mình đông á thì cứ một phần cơm là một cái trứng, một phần cơm là một cái trứng. Nhưng mà mình cái này cũng có lý, nếu mà mình không đi làm cái gì thì mình chiên một nồi như vậy đó, để nhà dần ở nhà mình ăn cả ngày cũng được rồi, xã không? Dạ đúng rồi. Rồi ở nhà mình sẽ có cái gì mình tận dụng được thì mình tận dụng, nhưng mà bữa nay cái này mình không có tận dụng cái khác được, tại vì cái món cơm này giống như món cơm đặc biệt. Thành ra mình cái cua tôm đồ là mình không có bỏ những cái khác vô làm mất cái gì phẩm chất hả? Cái cơm nói chả không biết nói luôn á. Thông cảm nha cả nhà. Trứng thì mình đánh đều lên vậy thôi chứ mình không có bỏ gì trong trứng hết. Rồi bắt đầu mình sẽ chế vô từ từ ha. Đó. Vừa chế vừa xào nha, vừa chế vừa xào. Cơm này mình không có để thành miếng được, vừa chế vừa xào lên cho cơm mình nó màu ra thành màu vàng vàng kim. Wow, đây là những cái bí quyết đó cả nhà. Nó vừa xào không có để cho cơm nó dính thành miếng miếng miếng, mỗi cách xào nó khác á. Đó. Xào cái cơm như vậy nè là một hồi nữa hộp cơm của mình nó rất là bóng. Chưa hoàn thiện nhưng mà nhìn thấy hấp dẫn rồi đó cả nhà. Dạ, chưa đâu anh. Bây giờ cả nhà mình hồi nãy thấy là cơm nó ướt ha, cơm ướt rồi nó không có tơi đúng không? Bây giờ là nó tơi rồi nè. Tơi nó khô lại. Giờ nó tơi nó khô lại rồi cái mình xúc cái cơm lên nó cũng nhẹ hơn nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mình cho đưa ra chính giữa như vậy. Tại vì tôm đúng ra mình trụng được nhưng mà mình không thích trụng, trụng thì nó sẽ bị overcook. Nó bị quá chín nó khô, thành ra mình bỏ vô trong này luôn đó. Thì cơ tôm nó gần lửa là nó sẽ chín liền thôi đó. Mà mình rửa tôm á thì mình rửa bằng rượu với muối cho nó sạch thì nó sẽ hết cái mùi tôm rồi.
Cả nhà mình giờ thấy cái tôm của mình bỏ vô vậy ha, bây giờ là thấy nó chín hết rồi đó. À, chín hết rồi thì bắt đầu mình sẽ bỏ cái chua vô ha. Đây. Wow, ngon quá. Tôm. Đó. Tôi nói luôn cho bí mật biết là cái cua này là cua hoàng đế đó cả nhà. Cua này cua hoàng đế. Để mình gỡ cái mình để dành sẵn ở trong tủ lạnh đó cả nhà, rồi mình ăn. Thì nói chung là bây giờ á là mình tận dụng những món gì còn trong tủ lạnh mình thì mình sẽ làm sạch hết. Mình ra tay nhưng còn lắm cả nhà. Mình hay chứa đồ ăn lắm. Mình hay chứa đồ ăn, thành ra bây giờ là cái mùa này nên mình cũng còn được đồ ăn đó cả nhà. Cho miếng muối rồi cả. Dạ. Giờ mình cho miếng muối nha cả nhà. Cái món này là không nước mắm, không nước tương, chỉ là muối thôi nha. Đó. Muối và tiêu. Tiêu. Tiêu trắng thì đẹp hơn, nhưng mà mình không có tiêu trắng, thành ra mình bỏ chút xíu tiêu hơi đen ha. Đó, thường thường mấy món này á, là dùng tiêu trắng làm cho cái cơm nó nâng cái màu golden lên, màu vàng lên, nhưng mà mình không có. Thì mình dùng tiêu đen cả nhà. Đó, giờ cả nhà mình là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Quá hấp dẫn. Hấp dẫn lắm cả nhà. Mình cũng có phụ bếp đây nè cả nhà. Có phụ bếp đứng. Nhưng mà camera là chính cả nhà. Nhưng mà hôm nay rất là vui các bạn, biết sao là ở ngoài trời nó đẹp. Trời thay tươi. Các bạn nhìn qua hé ra cái cửa sổ đó thấy chưa? Ở ngoài rất là trời rất là đẹp. Yeah. Cho nên mình thấy nó vui, dù có ở nhà rồi hai vợ chồng cũng quấn quýt với nhau rồi hôm nay là xã ra tay làm cái món seafood của cơm chiên nè. Nhìn hấp dẫn lắm các bạn. Yeah. Như qua cái công thức mà bà xã cũng hướng dẫn với mọi người trên kênh của mình đó. Mình chia sẻ ra. Thì mình chia sẻ những cái món ăn như thế này nó vừa nhanh gọn lẹ mà ngon rồi đấy nè. Cứ theo cái công thức vậy làm. Dạ. Tốt lắm. Món này mà cả nhà mình vô nhà hàng kêu rất là mắc tiền nha. Mắc đúng tiền rồi. Hơn mấy món cơm chiên khác nha cả nhà. Mắc chứ em, mắc là mắc tiền cái cua hoàng đế đó. Dạ. Các bạn kêu đĩa cơm chiên cua hoàng đế thì hơi. Nhưng mà không cần, mình có thịt cua gì cua thì gì mình nấu cũng được, được. Mà có tôm hùm cũng được ha. Có tôm hùm nữa, cái này đúng ra là người ta kết hợp tôm hùm, cua làm một cái đĩa cơm này là hải sản như vậy. Còn nếu mà cái chuyện mà gấp lắm á, mà không có tôm hùm, không có cua đó, thì có tôm không cũng được. Cũng ngon luôn. Tôm không cũng ngon cả nhà. Tại vì sao cái công thức nêm nếm của nó đó, là nó có nhiều công thức rất hay, nhiều cơm chiên như cơm chiên bà xã đang làm đây nè. Là mình không có bỏ nước mắm. Dạ, bởi vậy mình chia sẻ là mình chia sẻ thiệt tình, tận tình. Thành ra mấy em, mấy cô, chị có coi thì chăm chú vô một xí. Đúng cái rồi. Lúc mà mình gia vị. Mình chịu khó, mình theo dõi chứ mình không có giấu giếm hay là gì hết. Mà nhiều khi thí dụ như bấm vô comment hỏi mình á, thì nhiều khi mình không có thời gian mình trả lời đó. Thì có nhiều em thì nói hỏi hoài mà không trả lời, buồn mình. Nhưng mà đó xin lỗi, thông cảm giùm, nhiều khi bận lắm cả nhà. Đúng rồi. Đó, chỉ có cái COVID này mới được thảnh thơi một chút vậy thôi chứ nếu không. Rồi thêm cái nữa đó các bạn biết không, mỗi lần mà chia sẻ một cuốn video mà tận tình về nấu ăn đó. Thì từ đầu tới cuối á, thì cái cuốn video rất là dài. Rồi bắt đầu trên cái hình ảnh khi mà vợ chồng dọn cơm ra ăn rồi lên bàn ngồi tâm sự với đại gia đình của mình đó. Thì thời gian thêm dài thêm nữa. Cho nên mình cũng cố gắng làm những cái ví dụ như là cái công thức chia sẻ đó thì bắt buộc rồi. Bắt buộc là mình phải tận tình để cho các bạn như các em cháu như mọi người trên kênh được biết thêm về những cái món ăn mới. Vậy đó cả nhà. Xin phép cả nhà nha, mình phải thử cái cơm chiên này, mình phải thử. Đầu bếp dành thử trước luôn. Ngon rồi. Không phải nói mình khen mình chứ cả nhà. Dễ quê quá. Phải không? Ngon lắm cả nhà. Đó, y như cái số lượng không như tía. Vậy là vừa ăn rồi. Bây giờ mình muốn cho nó đẹp đẹp thì mình bỏ cái đậu hành vô. Đó, rồi xong cả nhà. Bây giờ là mình chỉ xô bịch thôi. Rồi bây giờ chuẩn bị hai chồng vô bàn. Rồi ngồi tâm sự với gia đình chút xíu em hả? Dạ đúng rồi. Đó, đơn giản nha cả nhà. Quá ngon, nhìn hấp dẫn lắm cả nhà. Ô xin lỗi quên đó. Mình biết làm thì mình đơn giản. Nhưng mà những người không làm thì hơi bận chút. Hộp cơm nào là nó tơi ra hộp cơm đó.
Các bạn thấy khi mình chiên xong đó, cái hột cơm nó rời ra chứ không có bị dính. Hột cơm tươi giống cả nhà, hột tôm tươi mà nó sốt rất là ngon. Wow, hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Đã xong hoàn thành một cái đĩa cơm chiên xào tôm cua. Nhưng mà này của mình là cua để là cua bằng đế đi. Cơm chiên cua bằng đế. Thôi mời đại gia đình của mình vào bàn cùng với vợ chồng mình nha. Cả nhà mình thấy hấp dẫn quá không? Quá hấp dẫn. Thấy là muốn ăn liền luôn á. Hấp dẫn lắm cả nhà. Hấp dẫn. Hello, xin chào đại gia đình. Hello. Trở lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay bà xã cũng vừa rồi chia sẻ trong đầu cũng video cái món cơm seafood. Này là cơm đồ biển. Nhưng mà cũng cái nếu mà nói về seafood đó các bạn, thì mình có cua hay là tôm hùm hay là tôm gì cũng được. Nói chung có mực cũng được, nhưng mà mình phải làm cách khác theo cái công thức này nè. Theo cái công thức thì tất nhiên cơm chiên thì nó rất là có nhiều công thức cả nhà, nhưng mà mỗi cái công thức của mỗi cơm chiên á thì mình làm những cái công thức nó hơi khác nhau. Thì hôm nay bà xã làm cái món ăn này để chia sẻ đến với đại gia đình của mình. Mong mọi người vào thử cái món này đi, thấy không? Rồi cho gia đình ăn hay là bạn bè gì đó mình ăn thử có ngon như mình nói không. Rồi các bạn nhớ comment cho vợ. Cái mình xin nói luôn ha, cái cơm mà mình chiên như mình chia sẻ đó cả nhà thì không có dầu nhiều. Hột cơm nó rất là xốp mà ngon lắm, nó không có dầu. Như hồi nãy là chắc mình cũng khoảng 2 muỗng dầu. Như thế này thôi là mình chiên tới cơm này, nếu mà ăn á là phải là 4 người đó. Phần cơm này phải là 4 người ăn á. 4 người, 5 người ăn là nếu mà như vợ chồng mình là ăn cả ngày đây. Đúng rồi, rất là dễ ăn cả nhà. Dễ ăn, thành ra mình ăn cả ngày đó. Thôi mời đại gia đình của mình thưởng thức món này với vợ chồng mình nha. Xin mời. Bên này mình cũng có một cái chén ớt sa tế, mà ớt này cũng bà xã ra tay làm luôn. Làm để dành trong nhà vậy đó, lâu lâu hai vợ chồng ăn. Thật sự mà nói mình hết rồi, trong tủ lạnh có cái gì mình đem ra nấy, còn có được trái dưa leo à, thật ra mình cắt có ít thôi. Chứ đúng là này có. Rồi để anh thử coi nha. Dạ. Ăn thử coi ngon. Rồi mời cả nhà. Wow. Ngon quá. Làm hồi hộp. Thank you bà xã. You're welcome. Các bạn biết á, mình thì cũng ăn cơm chiên rất là nhiều. Bà xã thường thường hay ra tay những cái món ví dụ như là cơm chiên cá mặn này. Nó rất là nhiều cơm chiên seafood, rồi đủ các loại cơm chiên hết. Rồi cơm chiên của lạc xưởng nè, không? Nhưng mà mỗi cái nó có những cái hương vị khác nhau, mùi vị khác nhau cả nhà. Nhưng mà hôm nay em chia sẻ công thức mà cơm mà bỏ muối đây. Anh ăn và thấy cái mặn mà của cái vị muối và đồng thời cái đồ biển này đó. Nó rất là ngon, rất là hợp lý. Tại vì mình bỏ nước tương nhiều quá thì nó lại mất đi cái hương vị của cái mùi seafood cả nhà. Thành ra không, mình không nói nhiều đâu, thì cũng có nhiều em, nhiều chị là cũng có theo cái mình rồi nấu ăn giống như mình đó. Thì cũng có nói là thích, thành ra bây giờ thôi xin mời cứ chia sẻ như vậy, rồi cứ nấu đi rồi chiên thử rồi có biết ngon hay không. Cơm á, thì ví dụ như mình ăn thì làm gì ngày nào mình cũng đâu có ăn hết cơm, cũng phải có dư cơm lại. Thì dư cơm mình bỏ vô cái bịch hay cái hộp, mình bỏ vô tủ đá đi, rồi cảm thấy cái ngày cuối tuần mình dồn hết lại mình chiên. Còn nếu không có cơm nguội thì mình nấu nồi cơm để nguội mình chiên cũng ngon luôn. Đúng rồi, ngon lắm. Đơn giản, không có dầu mỡ nhiều đâu. Nói ăn cơm chiên dầu mỡ nhiều nhưng mà thật sự không có dầu mỡ nhiều đâu. Mình chiên nhiêu cơm đây mà có 2 muỗng dầu thôi là không có gì hết. Có miếng ớt sa tế cái cay cay thè thè ngon quá. Mình nhai chúng miếng ngò cho nó thơm tuyệt vời luôn. Các bạn làm một nồi cơm như vậy đó, cơm nhiều càng tốt. Cái này công thức thì có vậy thôi. Chỉ có cơm mà các bạn muốn, thí dụ như là mình đông người, 5-6 người, thì mình làm cái lượng cơm khoảng 2 cái này, 2-3 cái này cũng được.
rồi mình làm đó xong mình để em ha, ăn không hết thì mình vẫn để đó sau chiều hay là để trong tủ lạnh ngày mai trở lại các bạn bỏ trong cái microwave, bỏ trong cái máy để hâm nóng á. Dạ, mình hâm lại ăn. Hâm lại mình ăn. Dạ. Nói chung người Việt của mình thì ăn cơm, người nào cũng ăn cơm mà ăn gì nhiều với ít thôi. Mà không có cơm là chịu không nổi đúng không cả nhà? Mình với ông xã rồi ăn ví dụ như bún ha, là ăn rau luộc đồ nhiều ha, ăn salad đồ nhiều rồi chừng 2-3 ngày tự nhiên là thèm cơm lắm. Ừ. Cái phải có quay lại một chén cơm cho nó ngon. Nhưng á, mình đang ngồi ăn ở đây, các bạn nhìn thấy đây cũng vừa cơm mà xã vừa chia sẻ thì có miếng cái cơm nó rơi ra. Nó rơi ra hết rồi, trứng rồi nó cũng bị, nó rơi ra hết cả nhà. Nhưng mà có được có một cái khi mình ăn á, mình không thấy có cái vị dầu. Không có cái kiểu mà cái là ăn cái là những cái cơm chiên mà mình ăn thấy cái vị dầu nhiều quá đây. Yeah. À, cái này nó không có, cái dầu nó đi nó. Thường thường là mình đi đi nhà hàng mà mình kêu cơm chiên á thì lúc nào mình thấy cơm chiên cũng dầu mỡ nhiều lắm nên cũng có nhiều người ngại, người ta không có ăn. Nhưng mà thật sự mà nói á, làm cách như mình thì không có. Còn mình có để gần vô như vậy cả nhà mình thấy cũng không có dầu mỡ. Có một lần á, cái bữa đó bữa đê hay gì bà xã? Thấy không? Đê là gì đó thì người bạn chứ không phải là cái nhà mình á. Thì mình nói là mình sẽ đến đó bữa đê hai vợ chồng, ngày đó mình bận cái gì đó mình không có nấu nướng được em nhớ không? Thì mình gọi đến một cái nhà hàng. Nhà hàng này người em chủ nhà hàng này họ cũng quen mình, cũng tình lắm. Khi mình alo thấy ok anh em sẽ làm cho anh một khay cơm đặc biệt, phải không? Khi bắt đầu thì mình rất là yên tâm. Rồi order thêm một vài món để đem đến cái tiệc sinh nhật đó đó cả nhà. Nhưng mà hỡi ơi em hả, đem cái khay cơm đó đến rồi mình về mình thấy cái khay cơm mình chịu thua cả nhà. Cơm nó nhão, nó mặn. Cơm chiên rồi, mà nhão mặn. Thì thật sự mình nói rất là buồn rồi. Mình cũng có góp ý cho họ, chia sẻ với họ để những cái mà sau này mình kinh nghiệm hơn. Ví dụ mình làm một cái nghề về cái nhà hàng hay là cái bất cứ cái gì cũng vậy cả nhà. Mình muốn cho khách hàng người ta được tới nhiều, và đồng thời những món ăn của mình ngon để mình truyền tải đến cho mọi người, đến thứ nhất là thưởng thức những cái món ăn ngon sau những cái ngày mà lao động mệt nhọc của mỗi người. Nhưng mà khi mà mình đến gặp cái quán rồi mà kêu đồ ăn ra mà thấy không vừa miệng là thấy thôi, là bữa ăn đó là coi như là ngồi buồn hiu. Thôi nhiều lúc nữa thôi để ở nhà ăn mì gói sướng hơn đó, vậy đó. Không phải cần là cầu kỳ mình phải chọn cái nhà hàng bán đồ ăn mắc tiền hay là đồ ăn rẻ tiền, không phải là như vậy các bạn. Nhưng cái quan trọng nhất, đồ ăn món ăn rẻ tiền cũng vậy. At least cái tối thiểu mình phải nấu cho nó vừa miệng anh ha, người ăn người ta có vẻ cảm thấy nó thích thú hơn. Nói thì cả nhà mình không có thích đi vô nhà hàng sang trọng đâu, mình chỉ thích ăn bình dân, miễn sạch ngon là mình ăn rồi. Mình không có thích, không phải nó tại nó không tiền nên không thích, không phải không thích đi chỗ sang trọng cầu kỳ quá, cầu kỳ quá làm người mình gò bó không được tự nhiên. Các bạn biết là mình không phải là thích, tức như nhà hàng những chỗ sang trọng á tầm 3 sao đó, đó thì nhà hàng thường thường tầm 3 sao thôi chứ không có 5 sao. 5 sao là không có, khách sạn mới có 5 sao thôi, và khách sạn có 5 sao thôi, còn nhà hàng có 3 sao thôi cả nhà. Mà dễ gì mà đạt được cái chức 3 sao của nhà hàng em, nó rất là khó khăn. Cũng như là các cái nhà hàng nổi tiếng ở Pháp hay là New York hay là Anh hay là Nhật Bản, Tokyo vân vân. Mình đến những cái nhà hàng đó mình ăn á, tất nhiên đồ ăn đầu bếp rất là siêu, đầu bếp nấu rất là ngon cả nhà, chứ không phải là dở. Nhưng mà nó cộng thứ đủ thứ, nó làm nó có quy luật, nó rườm rà mệt quá. Rồi tốn tiền nữa. Rồi mình ngại nữa, mắc cỡ nữa, không biết mình ăn này đúng không. Thôi để tôi ngồi lề đường tôi ăn cho nó khỏe. Để tôi ngồi lề đường cho chắc cú. Đây mình uống trà đá. Ông xã thì uống trà nóng. Như lâu lâu anh về Việt Nam á, mấy đứa dẫn anh đi ăn rồi cái đoạn đó, con dẫn chú hay là mình dẫn bạn đến mời tới cái nhà hàng đó tầm cỡ 5 sao mình mới giật mình. Nhà hàng gì có nhà hàng 5 sao? Không có đâu, nhà hàng 3 sao là cao nhất rồi cả nhà. Khách sạn 5 sao. 3 sao rồi là một cái chi tiết của nó giống như là
bước vô cái nhà hàng đó giống phong cách như là hoàng gia vậy đó các bạn. À, rồi mình phải uống cho nó đúng cái lễ nghi, đúng cái phong cách của cầm đĩa cầm muỗng em hả? À, rồi ngồi mình phải sử dụng từng cái miếng giấy như thế nào là mới sành điệu, cực lắm cả nhà. Thôi cực quá thôi dẹp đi. Mình là khỏe lắm, cực quá thôi dẹp đi. Thôi ăn nhà vậy suốt đời đi. Nhà ăn vậy nó thoải mái, mình dân thoải mái nó thoáng. Biết gì nấu ăn nấy rồi không? Lâu lâu thì mình cũng đi, nhưng mà mình đi ra nào là mình phải dress up lên, mình phải make up lên, rồi phải bận đầm, rồi có anh vẻ phải mặc suit, phải vẻ sang trọng rồi vô ngồi ăn không mình thấy mình mệt quá, ăn bị tù túng nó bị gò bó. Nghe nói thôi không đi nữa nha, một lần thôi vậy thôi đủ rồi, cái gì mình cũng ăn cho mình biết một lần rồi xong cũng vậy thôi. Có nhiều nhà hàng mà mình bận đồ mà ví dụ như không phải áo sơ mi hả, mình không có suốt vô thì người ta cũng đâu mời đâu cho mình vô đâu. Đúng rồi em, nhà hàng nó ấy lắm. Chính xác luôn. Ăn cơm cũng ngon. Còn ăn mặc mà cho đúng phong cách mà để đi những cái nhà hàng mà tầm cỡ mấy sao mình vừa nói đó cả nhà, cực lắm. Như bà xã nói đó, phải mặc phải đầm lên, rồi mình phải mặc suit, rồi phải mặc phong cách như thế nào, rồi cái phong cách ngồi cái bàn ăn như thế nào, rồi cái phong cách ga lăng của người phụ nữ đi với mình như thế nào. Mình phải học hết những cái chi tiết đó rồi mình mới bước chân đến đó mình ăn. Còn đi mà tới cái lúng túng mà cái kiểu mà anh có tiền mà anh tới đó anh thử đó, vô thử thử nhà hàng ba sao này sao, vô có thấy người ta ăn uống, người ta sinh hoạt, cái phong cách của người ta tự nhiên mình bị trật lất hết trơn. Em thấy không? Cái đó cũng là cái quan trọng. Kêu nữa. Còn mình đó, mình ăn thì mình cũng rột 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 thôi thôi chết thôi. Nội cái phong cách mà xếp đũa, xếp chén không đó mình cũng lúng túng không biết cầm cái đôi cái muỗng nào trước, cái đũa nào trước đây. Các bạn thấy không? Cho nên trước khi mà mình đã thưởng thức những cái món ăn đó và đồng thời mình đã đạt được những cảnh giới đó rồi đó thì mình phải là thật sự sành điệu. Mình phải bước vô cái thế giới đó được. Đúng không em? Chứ còn mình lung tung cũng cực lắm cả nhà. Mà mấy người đó thì người ta quá sang trọng rồi. Đúng rồi. Người ta đi tới những chỗ đó người ta quá sang trọng. Thì những cái điều đó người ta biết hết rồi anh không? Mình thích ăn quán nhỏ, lề đường. Miễn mình dòm thấy món đó mình thích là sạch sẽ, quan trọng sạch sẽ nè. Sạch sẽ vệ sinh trước. Dạ, chứ còn mình không có kén chọn. Còn ví dụ như món gì mình ăn không được là mình nói thiệt mình ăn không được. Hôm nay video hơi dài bà xã. Vậy không? Hôm nay bà chồng có một câu chuyện rồi về cái món cơm này mà đi cũng hơi xa xa rồi. Đi qua tới bên nhà hàng ba sao luôn rồi tới vô vấn đề quán ăn quý tộc luôn, dữ không? Nó hơi quá quay lề rồi, cả nhà thông cảm. Mong đại gia đình thông cảm vợ chồng. Thì video của mình thì hai vợ chồng chia sẻ đến với đại gia đình của mình từng món ăn trong mỗi ngày, trong từng cuốn video. Thì trước khi vợ chồng tạm biệt cuốn video ở đây, cho mình gửi lời cảm ơn đến với đại gia đình của mình, lúc nào cũng ủng hộ hai vợ chồng trong từng cuốn video. Hai vợ chồng rất là vui và cũng cảm ơn hết sự nhiệt tình của các bạn ấy cho vợ chồng những cái câu comment rất là tốt. Những cái thumb up, những cái like hay là những cái nút bấm subscribe cho kênh của vợ chồng càng ngày nó càng phát triển. Mình rất là cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hết mọi người. Mình cũng cầu mong rằng là tất cả những cái gì đó một ngày gần đây nhất thì cuộc sống trên toàn cái hành tinh của mình sẽ trở lại một công việc ổn định và đồng thời nó sẽ ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Và Go tất cả work soon. Và tất cả mọi gì nó cũng đều tốt đẹp hơn. Thôi cho vợ chồng mình Huỳnh xin tạm biệt cuốn video và gửi lời cầu chúc đến mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn lại video ngày mai các bạn.